Chào các bác đó, đây là cái điều khiển máy chiếu ép sinh các cái dòng cho đời mới này. Đấy. Các cái dòng cũ các dùng điều khiển này vẫn sử dụng được nhé. Dạ. Khi mua điều khiển của shop thì đã có pin kèm theo ở trong này rồi. Thì các bác yên tâm về chỉ việc dùng thôi. Dạ. Các sản phẩm bán ra thì đều được test cẩn thận trước.